Xin chào các bạn, Seoul vốn là thủ đô và được biết đến là thành phố lớn nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn còn một thủ đô nữa, đó chính là Sejong. Đây chính là thủ đô hành chính trên thực tế của Hàn Quốc và được thành lập từ năm 2012. Mặc dù còn là một thành phố trẻ và mới được đầu tư xây dựng hơn 10 năm trở lại đây, nhưng Sejong đã gây được nhiều sự chú ý bởi cách thiết kế vô cùng độc đáo. Thậm chí là thành phố này còn đang được kỳ vọng là sẽ thay thế Seoul trong tương lai, khi mà nơi này không ngừng được đầu tư phát triển để trở thành một thành phố thông minh kiểu mẫu và hiện đại bậc nhất của xứ sở kim chi. Thành phố Sejong nằm ở vị trí trung tâm của đất nước, cách thủ đô Seoul khoảng 120 km về phía nam và được bao quanh bởi các tỉnh Changchun Nam và Changchun Bắc. Sejong có diện tích khiêm tốn là khoảng 465,23 km2, bằng khoảng 3/4 diện tích của Seoul. Cùng với đó thì dân số của thành phố này tính đến năm 2020 cũng chỉ khoảng 350.000 người, thấp hơn rất nhiều so với con số gần 10 triệu người ở Seoul, nơi tập trung dân cư đông nhất cả nước. Vậy tại sao Sejong được chọn làm trung tâm hành chính của Hàn Quốc và giữ vị trí quan trọng không hề kém cạnh Seoul? Để lý giải cho điều này thì trước tiên chúng ta phải cùng nhìn về lịch sử hình thành của thành phố đặc biệt Sejong. Năm 2003, Tổng thống của Hàn Quốc khi đó là Roh Moo-hyung đã đưa ra kế hoạch di rời thủ đô về phía trung tâm của đất nước thay vì ở Seoul như hiện tại. Mục đích chính của việc này là giảm bớt sự quá tải và tình trạng tắc nghẽn đang báo động ở Seoul, cũng như khuyến khích đầu tư vào khu vực trung tâm để tạo ra sự phát triển cân bằng cho tất cả khu vực trên quốc gia. Cùng với đó là những lo lắng về việc thủ đô hiện tại có vị trí gần với Triều Tiên, người anh em vốn là ruột thịt nhưng mối quan hệ đã nguội lạnh từ lâu. Việc rời đô sang vị trí xa hơn phần nào sẽ giảm thiểu mối đe dọa cho trung tâm đầu não của đất nước này nếu chẳng may hai bên có xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên là kế hoạch đầy tham vọng này đã không thể hiện thực do gặp phải phản đối mạnh mẽ từ phe đối lập, khi đó là Đảng Đại Dân Tộc. Tòa án Hiến pháp cũng đã bác bỏ việc di rời thủ đô, dù vậy thì ông Roh Moo-hyung vẫn không bỏ cuộc. Nếu không rời được thủ đô thì cũng phải tìm một nơi khác để chia sẻ gánh nặng về Seoul. Và thế là ông đã sửa đổi dự án để chuyển phần lớn các bộ và cơ quan chính phủ đến khu vực trung tâm của đất nước, chính là thành phố Sejong hiện nay, nơi sẽ trở thành thủ đô hành chính thay vì là một thủ đô của tất cả các khía cạnh. Kế hoạch sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2005. Tuy nhiên, khi đến thời của Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền, thì ông lại tỏ ra không hứng thú với dự án này và cũng không muốn di rời bất cứ văn phòng chính phủ nào ra khỏi Seoul. Tổng thống Lee cho rằng việc di rời sẽ làm Seoul bị tổn thương và mất tính cạnh tranh của một thành phố toàn cầu. Song, một số thành viên trong đảng cầm quyền đã đứng về phe đối lập và bác bỏ kế hoạch của ông, thậm chí còn cáo buộc Tổng thống Lee phản bội cử tri địa phương. Trải qua không biết bao nhiêu cuộc tranh cãi, cuối cùng thì vào tháng 7 năm 2012, thành phố tự quản đặc biệt Sejong cũng được thành lập bằng cách kết hợp tất cả các quận Yangji, 3 thị trấn của Gwangju và 1 thị trấn của Changwon. Cái tên Sejong được đặt theo tên của vua Sejong, vị vua thứ tư của triều đại Joseon. Ông được biết đến là một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử đất nước và cũng là người sáng tạo ra bảng chữ cái Hàn Quốc. Cả chính quyền và người dân xứ sở Kim Chi lúc này đều đặt kỳ vọng vào Sejong sẽ trở thành một thành phố lý tưởng để có thể sánh ngang, thậm chí là đáng sống hơn cả Seoul. Hiện nay thì có rất nhiều cơ quan chính phủ trung ương đã dần được chuyển từ Seoul về Sejong, trong đó có cả văn phòng của Thủ tướng. Một số bộ quan trọng của Hàn Quốc cũng đã chuyển tới đây như là Bộ Thương mại, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính và Chiến lược, v.v. Hàn Quốc đã dự trù khoảng ngân sách hơn 20 tỷ USD để phục vụ cho việc xây dựng thành phố, sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Không chỉ với mục tiêu đưa Sejong trở thành trung tâm hành chính mới của đất nước, mà còn là tham vọng để tạo nên một thành phố thông minh và hiện đại bậc nhất Hàn Quốc. Vậy, thành phố Sejong có gì thú vị? Do địa hình phần lớn được bao quanh bởi các dãy núi thấp và có nhiều sông hồ, nên Sejong được thiên nhiên ưu đãi cho những cảnh quan vô cùng tuyệt đẹp. Cũng nhờ vậy mà nơi đây có tới 52% diện tích là không gian xanh. Nó bao gồm những khu vườn xanh mát, những khuôn viên rộng lớn và những con đường rợp bóng cây. Khác hẳn với sự ồn ào ngột ngạt ở Seoul, thì tới đây tâm hồn bạn sẽ được chữa lành bởi sự bình yên, trong lành và tươi mới. Một trong những địa điểm tham quan bạn không thể bỏ qua khi tới Sejong chính là công viên hồ nhân tạo Sejong. Đây là hồ nhân tạo lớn nhất ở Hàn Quốc với diện tích 322.800 m². Đứng ở hồ thì bạn có thể phóng tầm mắt ra ngọn núi Yangsan xanh tươi, hay ngắm nhìn những cảnh hoàng hôn lãng mạn như đang ở trên bờ biển và chiêm ngưỡng những sự lấp lánh đầy mê hoặc của những ánh đèn điện về đêm. Ngoài ra thì bạn cũng có thể đi dạo trên các con đường thơ mộng quanh hồ, hay thậm chí là nằm dài trên những bãi cỏ để thư giãn và tận hưởng sự trong lành của không khí nơi đây. Chưa dừng lại ở đó thì hồ còn có tới 5 hòn đảo nhân tạo thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi và lễ hội sôi động, đặc biệt là vào mùa hè. Nếu đã khám phá xong hồ nhân tạo Sejong và cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi thì bạn nên tiến thẳng tới Thư viện Quốc gia Sejong, chỉ cách đó vài phút đi bộ. Điểm nổi bật của thư viện này là thiết kế hình cuốn sách mở độc đáo.
Ở đó thì bạn có thể vừa đọc sách, vừa nhâm nhi một chút cà phê và phóng tầm mắt chiêm ngưỡng lại một lần nữa vẻ đẹp của hồ nhân tạo Sejong. Một địa điểm tham quan thú vị khác đó chính là vườn ươm quốc gia Sejong. Đây là vườn ươm quốc gia đô thị đầu tiên của Hàn Quốc, có diện tích lên tới 65 hecta. Khu vườn này được ví như là một nơi giao thoa giữa thiên nhiên và con người. Đến đây thì bạn sẽ được hòa mình vào thế giới thực vật đầy phong phú với hơn 1,7 triệu cây thuộc 2.834 loài khác nhau được đặt trong các nhà kính khổng lồ. Trong đó, khu triển lãm 4 mùa được coi là khu nhà kính lớn nhất cả nước. Với trần cao tới 32 mét, khung cảnh ở bên trong chẳng khác nào một khu rừng rậm thu nhỏ với hơn 400 loài thực vật nhiệt đới đầy sắc màu và hương thơm. Ngoài ra thì vườn ươm Sejong còn có cả các nhà hàng, quán cà phê, sân vườn, những cung điện và các cửa hàng thủ công tuyệt đẹp. Đảm bảo đây sẽ là một địa điểm tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá thế giới thực vật cũng như văn hóa vườn truyền thống của Hàn Quốc. Còn nếu bạn là một người yêu thích động vật thì không thể bỏ qua công viên Bear Tree. Công viên này được ví như một khu vườn bách thảo được trang trí rất cầu kỳ và tỉ mỉ. Nó bao gồm những chùm cây được cắt tỉa vô cùng đẹp mắt, những vườn hoa đầy sắc màu cùng với những ao nước trong xanh. Ngoài ra, điểm đặc biệt là khi tới công viên này, bạn sẽ được tham quan không gian sinh sống của những chú gấu đen tinh nghịch và đáng yêu. Tính đến thời điểm hiện tại thì có hơn 150 chú gấu đen châu Á được chăm sóc tại đây. Ngoài gấu thì công viên này còn có một khu vườn thú với những động vật quý hiếm khác nhau như là công nai đốm, tuần lộc, chuột lang, thỏ và nhiều loài chim khác nhau. Sejong không chỉ khiến người ta mê mẩn bởi không gian xanh tươi mát, mà thành phố đặc biệt này còn khiến bạn phải choáng ngợp trước những thiết kế vô cùng độc đáo và sáng tạo. Nổi bật nhất là khu phức hợp chính phủ Sejong, tọa lạc trên một khu đất rộng 59,6 hecta, bao gồm 15 tòa nhà chính phủ được kết nối với nhau. Khác với khu phức hợp chính phủ ở Seoul, nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng khép kín, thì khu phức hợp chính phủ Sejong lại được xây dựng với thiết kế mở và rộng rãi hơn rất nhiều. Nhìn từ trên cao xuống thì công trình này mang hình dáng giống như một con rồng đang uốn lượn để chuẩn bị bay lên. Điều này cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt, nó thể hiện sức mạnh phát triển và niềm mong ước vươn cao hơn nữa của thành phố Sejong cũng như của đất nước Hàn Quốc. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất của khu phức hợp chính phủ này có lẽ lại nằm ở khu vườn trải dài 3,6 km trên mái của 15 tòa nhà. Với tổng diện tích khoảng 79.194 m², khu vườn này đang giữ kỷ lục Guinness là khu vườn trên sân thượng lớn nhất thế giới. Tại đây thì người ta trồng hơn 1 triệu loài thực vật, bao gồm các loài cây xanh, cây bụi, cây phủ mặt đất và cả các loài cây thuốc quý hiếm. Không chỉ dành riêng cho các quan chức mà khu vườn còn tiếp đón cả người dân và du khách khắp nơi đến tham quan. Người ta ví khu vườn như một thiên đường tươi đẹp vậy. Nó thổi hồn sống cho cả thành phố, không chỉ mang lại niềm vui cho con người mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu. Bên cạnh đó thì Sejong cũng được mệnh danh là thành phố của tương lai khi được xây dựng như một hình mẫu lý tưởng về thành phố hiện đại và thông minh. Chẳng hạn như việc khuyến khích người dân di chuyển bằng phương tiện công cộng thay vì các phương tiện cá nhân. Thành phố có riêng một làn đường dành riêng cho xe buýt chạy trên cao và không bị cản trở bởi các phương tiện giao thông bên dưới. Nhờ vậy tiết kiệm được tối đa thời gian di chuyển cho người dân. Sejong cũng đang có kế hoạch thử nghiệm cả xe điện, xe buýt điện và cả xe buýt không người lái để hạn chế việc sử dụng nhiên liệu có hại cho môi trường. Các bệnh viện có thể được kết nối lại với nhau trong cùng một mạng lưới. Điều này giúp cho dữ liệu của bệnh nhân, các kinh nghiệm điều trị được chia sẻ đồng thời, nhanh chóng, tăng khả năng phòng chống dịch bệnh ở cấp độ cao hơn. Ngoài ra là thành phố thông minh này còn có hệ thống quản lý nước và rác thải vô cùng tân tiến, sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để giám sát toàn bộ quy trình xử lý rác thải và cung cấp nước cho cư dân. Tuy hấp dẫn là như vậy, nhưng Sejong vẫn gặp khó khăn trong việc thuyết phục thêm người dân chuyển đến sinh sống. Như đã đề cập ở trên, thì dân số của thành phố này tính đến năm 2020 cũng chỉ dừng lại ở khoảng 350.000 người. Nguyên nhân chủ yếu là do việc xây dựng chưa hoàn tất, nên Sejong vẫn chưa có nhiều khu vui chơi giải trí, khách sạn cũng như là nhà ở để phục vụ đầy đủ các nhu cầu của người dân. Thậm chí có rất nhiều quan chức nhà nước dù đã chuyển văn phòng tới Sejong, nhưng sau giờ tan làm thì họ vẫn chọn cách di chuyển hơn 1 tiếng đồng hồ để về với gia đình ở Seoul, chứ họ chưa sẵn sàng cho việc chuyển tới ở hẳn tại trung tâm hành chính mới này. Đơn giản là vì con cái của họ vẫn đang theo học tại các trường ở Seoul, bạn bè và những người thân khác của họ cũng ở đó. Thế nên việc rời đến một nơi ở mới là điều không hề dễ dàng. Nhiều người dân ở Sejong cho biết, chính sự yên tĩnh một cách kỳ lạ trên những con đường rộng thênh thang mà xung quanh là những tòa nhà cùng công viên đã khiến cho họ có cảm giác lạnh lẽo, trống vắng và cô đơn. Việc sử dụng hệ thống quản lý quá hiện đại và thông minh cũng khiến cho người ta lo sợ về cuộc sống cá nhân của mình sẽ bị theo dõi. Cùng với đó thì Sejong vẫn chưa có nhiều cơ hội việc làm tốt để thu hút những người trẻ tuổi. Mặc dù GDP của thành phố này năm 2020 là 11,6 tỷ đô la và GDP bình quân đầu người đạt 33.142 USD, nhưng chủ yếu là từ thu nhập của công nhân viên chức đem lại. Chính vì vậy mà chính phủ Hàn Quốc đang ra sức mở rộng phát triển thêm các ngành công nghiệp và nông nghiệp ở Sejong với mong muốn tạo ra một nền kinh tế bền vững và sôi động hơn.
Thị trưởng hiện tại của thành phố Sejong là ông Choi Min-ho cũng đã đưa ra những kế hoạch cụ thể để thúc đẩy kinh tế tự do và thu hút các công ty công nghệ cao. Trong đó thì ông nhấn mạnh sẽ nới lỏng tối đa các quy định để giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thành phố hơn. Cùng với đó thì việc tạo điều kiện cho những người trẻ tuổi khởi nghiệp hay có một công việc ổn định và theo đuổi một cuộc sống hiện đại, hạnh phúc cũng là ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố. Tổng thống mới của Hàn Quốc là ông Yoon Suk-yeol cũng rất có hứng thú với Sejong. Ngay sau khi lên nhận chức vào hồi tháng 5, ông dự kiến sẽ theo dõi sát sao kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục và y tế mới ở Sejong. Vị tổng thống cũng hứa sẽ hỗ trợ thành lập thêm các đặc khu kinh tế ở các khu vực xung quanh thành phố nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với đó là tạo ra các viện nghiên cứu cùng các công nghệ hiện đại để thu hút các nhà khoa học tới nơi đây. Nhưng mà vấn đề Sejong đang gặp phải cũng là điều dễ hiểu, bởi vì nó còn là một thành phố rất trẻ. Người dân sẽ cần phải có thêm thời gian để thích nghi với những điều mới mẻ này. Chúng ta hãy cùng chờ xem 10 năm sau thì thành phố Sejong sẽ phát triển như thế nào khi hoàn tất việc xây dựng theo đúng như kế hoạch mà chính phủ Hàn Quốc đã đề ra. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.